Hồi bữa nay thì Tân cũng mang tiền từ quỹ mạnh thường quỹ nhà hảo tâm á, cũng trong xem trong YouTube và trong TikTok và trong Facebook luôn của chính chị. Thì ngày hôm nay thì Tân nhận thêm được 7 triệu 2 nữa. Đó là đầu tiên Tân cũng cảm ơn đến quỹ nhà hảo tâm đã quan tâm. Vợ chồng anh Vinh nè cũng đang gặp khó khăn á, thì ngày hôm nay thì Tân lên tới đây cũng tiếp tục mang tiền thêm nữa. Thì trước thì Tân cũng mua một cái giường này nè, cũng từ quý mạnh thường quân luôn, rồi còn giữ 4 triệu đó thì em cho chị xin qua đó chị xin nha. Dạ. Bữa nay thì em tiếp tục mang thêm 7 triệu 2 nữa. Dạ. Đó, được ba nhà hảo tâm gửi cho mình nữa. Dạ. Đó, mình mừng không? Được tốt đẹp vậy. Mừng. Mừng anh Vinh. Mừng. Nhưng hồi đó giờ có mơ ước được tiền mà giả đi xanh không? Dạ, có. Có, bây giờ trở thành hiện thật rồi nè. Ừ. Đó. Còn anh Vinh hồi đó có cầm số tiền lớn không? Chưa. Chưa. Cầm được 200 mấy 300 ngàn. Lớn vậy? Vậy? Dạ. Ít vậy? Dạ. Anh đi mừng 800 là lớn rồi. 800 thì được, đợt đó là dắt lúa tấn mới được vậy đó, còn đi làm ngoài đâu có được vậy đâu. Ừ. Dạ. Bữa nay em cho anh cầm số tiền lớn để đưa vợ đi xanh nha. Dạ. Đó, tên xin đọc tên Mạnh Thường Quân. Chị ở chợ Sa Lách Bến Tre. Chị Thu 5 triệu. Và anh Thành Đú 200 ngàn trong YouTube. Và chị Thiện Tâm trong Facebook 2 triệu. Tổng cộng là 7 triệu 2. Dạ. Đó, ngày hôm nay thì em trao 7 triệu 2 nữa nè anh Vinh nè. Và hôm nay trao chị Sinh. Bữa nay cho anh Vinh đếm nha. Đếm tiền đếm. Anh Vinh. Đếm từ từ để xuống. Đếm mà nói luôn. Lớn lên. Lớn lớn lên. 2 triệu. Ừ. 3 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu 200 ngàn. 7 triệu 2. Đó, lần đầu tiên là anh cầm số tiền lớn không phải anh Vinh? Dạ. À, đi của chương trình rồi anh Vinh cảm ơn đến từ quý mạnh thông bưng ơi. Cảm ơn cô chú mình đã giúp vợ chồng con. Ừ. Thì sao? Xin muốn khóc nữa rồi. Thấy mình thấy tiền còn mừng hết khóc rồi. À, mừng hết khóc, tưởng khóc thôi chứ. Hết khóc rồi mà không khóc. Bây giờ đủ chưa? Dạ đủ rồi, đủ xanh rồi. Bây giờ là 10 triệu mấy rồi đó? Dạ. Ừ. Giờ đó. Đủ rồi đó, giờ tiền ăn tiền uống rồi thì đủ thứ khoảng 10 triệu rồi đó. Ha, dạ. Ước mơ 10 triệu bây giờ hơn 10 triệu thì sao? Dạ. Còn dư trả em lại đi, lấy 10 triệu được rồi. Sao vậy? Cho không? Sao vậy? Để xanh à? Không biết. Không biết à? Sao anh Vinh? Hồi đó mình cảm giác mình cầm số tiền lớn như nè. Xe tay ra. Xe tay ra luôn nè. Xe tay cho mấy anh, mấy chú, mấy anh, mấy chị. Ừ, vậy chị xin cảm ơn Mạnh Thường Quân ấy chị xin. À, cảm ơn... Chị Thu. Cảm ơn chị Thu. Và anh Đú. Và chị Thiện Tâm. Cảm ơn, cảm ơn Tâm. Ừ. Cảm ơn mau đẻ, sinh đẻ. À, rồi ai đẻ, ta đẻ, chị sinh đẻ vậy? Em đẻ. À, vậy nói ta đẻ sao? Ngồi vậy. Em đẻ. À, chị sinh đẻ, rồi chúc cho ta đừng chúc cho mình. Rồi chúc cho mình luôn. Chúc cho em nhé. Ừ. Chị vui vẻ. Ừ. Hồi nãy giờ anh Vinh, bây giờ tới Vinh dạy lên anh Vinh. Dạ. Cảm ơn đi. Ừ, Vinh. Dạ. Một em lần nữa cảm ơn chị Thu. Cảm ơn chị Thu. Và anh Đú. Anh. Và anh Đú. Anh Đú và Thiện Tâm. Dạ chị Thiện Tâm. À đó, gửi cho anh ngồi đó. Dạ. Đó. Mừng không? Mừng. Hết khóc à? Hết khóc. Dạ. Rồi chúc đi, lại chúc đi. Chúc quý mạnh mừng đi. Chúc tôi chú mạnh mừng đã giúp hai vợ chồng con. Được một số tiền. Được một số tiền đi xanh. Ừ, khá lớn đó không phải anh Vinh, không phải nhỏ đâu. Số tiền này đối với vợ chồng anh chị á, biết không? Dạ. Đó, mình kiếm không có đó. Dạ. Thì nãy giờ của chú anh chị thì Tân cũng nói vui thôi. Thì dạ. Anh chị cầm một số tiền này cũng khá lớn đó, không phải nhỏ. Dạ, lớn. Ừ, chị. Thậm chí mình lúc trước thì tụi em ghi hình đó, đâu có dạ. Gì đâu, không có đồ đạc này kia, nhờ diễn với mạnh không biết thấy thương dạ, đó, dạ. Mới giúp đỡ được mình đó ha. Dạ, em còn... Mình càng trân trọng ha. Dạ. Chúc anh chị... mẹ thì mẹ chọn con vuông. Mẹ chọn con vuông á. Dạ. Hả? Cố gắng em. Con. À. Con hả? Dạ. À mừng quá sao?
Mừng á. Bữa nay ở nhà được một ngày hả? Dạ. Trời ơi. Thôi lên đi, xin lỗi, lên á. Dạ. Bữa nay bắt gặp luôn rồi. Lần đầu tiên có con hay sao anh Vinh? Dạ. Con ở đây con chỉ sinh gì? Con em. Ồ, con đẻ. Con em sao không biết nè? Con em vợ đẻ. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Thôi, đồng phòng năng tiếp á. Đấy. Bữa nay ngủ sớm anh Vinh? Dạ, tại mới ăn cơm xong rồi nằm chơi ôm bụng vợ, bụng con hả? Ờ, bụng con hả? Dạ. Rồi, như thế nào rồi nãy giờ? Ôm nó thấy vui, thấy được lần đầu tiên được làm cha mình vui. Ờ, vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Thầy ăn chi? Rồi ban ngày gì con không ai biết hả? Tại không có cha mẹ ở nhà, sợ trong khi bà ra vô bà thấy thì mình không, bây giờ bà không có nhà. Lâu lâu ôm lệnh. Hai chị xin vui ha. Dạ. Anh Vinh bữa nay ở nhà một ngày ôm thấy sao chị Vinh? Sao chị Vinh? Bữa nay con rồi nằm chơi thì thương con. Ờ, thương con hả? Dạ. Anh Vinh có nói gì với con không? Dạ có. Nói gì vậy? Nói em ơi, con ơi, cha thương con. À, có anh Vinh? Dạ có. Nói sao anh Vinh? Thì nói thương con vậy đó. Ừ, rồi sắp sinh ha. Dạ. Còn dạ. 23 ngày nó sinh này. Rồi, nhớ từng ngày luôn hả? Dạ. Chắc ăn không? Chắc. À. Rồi. Người ta cho áo này, mình mặc cái hai cái cho nó gọng gọng một chút. Ồ, áo mới luôn không? Dạ, áo mới dạ. Luôn. Ai cho vậy? Mấy anh mấy chú cho nãy cho quà đó. Ờ. Rồi tắm nước rồi áo mặc áo vô. Cho đẹp đẹp một chút. Ừ. Dạ. Anh Vinh bữa nay không đi mà anh Vinh? Dạ bữa nay không. Ngày mới á. Ngày mới hả? Ngày mới thì mới đi xin người ta đi bươi đó, người ta nói ngày mới đi vô làm. Ừ. Rồi anh Vinh đó giờ có mơ ước được thấy con chưa? Chưa. Hả? Chưa thấy. Chưa thấy hả? Sao mà thấy ôm ôm trong bụng? Thì mình không ý là nói lúc đầu tiên mình đó mình chưa biết á, rồi bây giờ mình biết rồi mình thương con mình nhớ á. No. Thương. Thương hả? Dạ. Chắc mỗi ngày mỗi ôm quá. Dạ. Rồi dắt sáng thì lại ngủ trưa ở đây thì vợ nằm ở đây mình được ôm, còn tối thì vợ ngủ bên bển, mình ngủ ở đây ngớn. Ồ, chỉ được ban ngày không hả? Dạ. Xong rồi ngủ với vợ đi, có gì đâu. Đấy. Thì thấy mình ngủ ở đây sẵn coi dịch á, sợ chuột lại cắn dịch á. Ồ. Sợ. Vì chừng để mình bỏ vợ mình ngủ ên cũng sắp sinh nên khi đâu bị lúc nào đi, sao? Đi qua đi lại hoài à. Hả? Không ngủ nghe đâu, tới đi ra đi ngô hoài à. Đi qua đi lại. Đi qua bển rồi đi lại thấy vợ ngủ ngon quá thì mình đi lại đi. Rồi cỡ 1-2 giờ thì mình đi qua bển coi nữa. Ừ. Thì có gì vợ nó ở đau bụng thì mình dễ mình chạy đi kiếm xe kiếm gì mình điện đi qua bệnh viện á. Có lấy số xe chuẩn bị chưa? Có xin số điện thoại của ông này chỗ này trước nè, nặng tối có đau bụng đau gì điện cho anh ta. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ lần đầu tiên được làm cha cảm giác thế nào vậy anh Vinh? Vui. À, vui làm cha vui. Đây là lần đầu tiên luôn á. Dạ. Bởi vì thấy nằm nói chuyện với con suốt á. Dạ. À, rồi có dự định đặt tên con tên gì chưa? Dạ, chưa. Chưa ha. Dạ. Hổm ơi, chị xin nó đặt rồi mà. Hổm em đặt rồi, đó đấy kệ, để ra tên con Linh. À. Thạch Linh. Con gái hả? Dạ. Con gái ta đặt Thạch Thị Linh. Dạ. Chị anh xin, anh Vinh. Dạ. Chịu không? Biết vợ đặt làm sao nghe theo vợ vậy. Ờ, anh không có đặt để vợ đặt đâu hả? Dạ, đặt luôn rồi. Chị Vinh Linh Sinh. Dạ. À. Giàu. Giàu. Dạ. Thật chị giàu. Giờ biết sao giờ chị sinh đẻ gì đó rồi đặt trước rồi đặt kêu mình đặt đặt theo luôn đi. Dạ, rồi theo nghe bữa trước luôn. Chị sinh sanh bé là cũng không có tiền không có bạc đó là cũng sanh được mấy ngày là bỏ về luôn hay sao? Lúc trước á chị sinh sanh bé đầu tiên á bé giàu đó. Giàu. Ừ. Rồi sinh bỏ về trốn về hả? Đẻ trong chú ít á rồi người ta chuyển đi đóng được có 800 ngàn à
mà cha kêu sinh con mà không chịu sinh, mà có điện thoại mà không dám sinh con, 400 ngàn. Bây giờ trốn về luôn, không có cái giấy tờ hết trơn đó, mà em mới tấp rồi em mới trốn về luôn á. Bây giờ người ta nghèo, người ta ở đất người ta không á, người ta đã gác người ta đuổi luôn, không có cho ở, cho chung giường bùa đẻ. Ừ. Rồi bỏ ẩn đâu 2 năm gần 3 năm mấy rồi mới gặp ông này sao lại. Rồi gặp ông này sao rồi mới có bầu luôn. À, gặp có bầu luôn ha. Dạ. À. Như là lúc đó là chị Sinh cũng không có tiền bạc để lo chị Sinh để sanh hả? Bây giờ sinh con rồi nó không cho đó, rồi ổng không sinh, mà có điện thoại mà ổng không sinh con. Mà đóng rồi có 400 ngàn, 800 ngàn à. Còn 400 ngàn đó 1.2 triệu rồi. Bây giờ em không có tiền đóng, bây giờ trốn về luôn. Ừ. Đẻ xuất chăng á. Cho nên giờ không có giấy tờ gì hết trơn luôn. Dạ. Giờ giờ không có giấy tờ gì hết trơn. À. Mấy thằng chi mới dốt luôn, không có cho đi học. À. Có giấy tờ không có cho đi học. Giờ 10 tuổi rồi, bây giờ lớp 2, lớp 3 rồi. À. Dạ. Bây giờ cha mẹ có gì bây giờ mới sao? Bây giờ tính kêu người ta làm giấy cho vào làm cho đi học luôn. Ừ, giờ 10 tuổi rồi. Bây giờ lần này thì mình sanh cũng có tiền ở đó, có gì ráng để lo giấy tờ để dạ. Thì sanh nha. Bây giờ có giấy của em là có đầy đủ rồi, bây giờ em không có trốn. Bữa nào bệnh viện người ta xuất viện rồi cho mình về luôn. Mình tiền ăn tiền uống luôn. Trời. Đó, 10 triệu đó là mình đẻ không được rồi đi xuất chăng là khoảng tốn tiền 10 triệu đó. Trời. Dạ. Bây giờ trong túi mình bỏn thì em trao còn 4 triệu hả? Còn lại 3 triệu rưỡi. Đi đâu hết 500 rồi? 500 mua sữa. Ồ, mua sữa bồi dưỡng ha. Dạ. Bồi dưỡng cho con mình bỏn. À. Dạ. Bữa con uống hay chị xin uống bỏn đó hả? Dạ. Chị xin uống hay con uống? À, em uống. Ờ, vậy em đó. Uống rồi cho à. Con nó bỏ uống. Lúc đó em lại anh Vinh không ở nhà? Ừ, đó. Anh Vinh bữa nay được bắt gặp anh Vinh ở nhà nè. Dạ. Ban ngày, chàng dạ. Ơi. Chị em còn mừng muốn chết rồi. Mừng nữa rồi? Dạ. Bữa nay có tiền thêm mừng nữa không? Nghỉ khóc rồi. Bữa nay có tiền thêm mừng nữa không? Mừng, mà có tiền khoảng 10 triệu rồi, đủ tiền tiền xanh này. Wow, đòi tới 10 triệu hả? Dạ. Giờ 7 triệu được không? Dạ, cũng được. Chàng ơi. Đó, ở nhà vợ có chưa? Sao anh Vinh? Dạ. Vợ mình hồi đó mình tưởng là không có tiền để sinh phải không vợ mình á? Dạ. Ừ, thấy vợ anh lúc đó khóc lóc, anh thấy sao lúc đó? Thấy vợ mình khóc lóc mà lúc mà anh lần đầu tiên lên thăm trao quà đó, em anh lúc đó thấy vợ khóc, anh không có tiền lo cho vợ đó, lúc đó anh cảm giác như thế nào? Thì cũng hơi cô chú cho cũng hơi mừng chút, lo đặng cho lo cho vợ con. Ừ, anh lo không nổi phải không? Dạ. Tại vì mình kiếm làm được ngày làm ngày nghỉ, không có mưa đâu có làm gì được thường xuyên đâu. Ừ. Thì bởi vậy mình không có tiền á, mình thấy vậy mấy cô chú cho thì mình cũng mừng. Ừ, rồi đó. Anh đi dắt lúa hổ mày có dư được một chút nào không để phụ thêm không? Dạ em dắt được, bữa đó được có 4 ngày là rồi đồng hết trơn rồi, được 800 ngàn. Sao ít vậy? Thì dắt tại nhiều đông người quá, dắt thì được tiền ít á. Ừ. Dắt được ngày thì mười mấy người, 20 người không rồi đâu có tiền bạc gì nhiêu đâu. Rồi dắt một ngày vậy được có hai ghe lúa. Được có 6 tấn mấy à. À, mới được 800 đó mình đi đâu hết rồi? Thì mua lặt vặt, mua đồ rồi thì vợ thèm trái cây, trái gì đi mua. Ừ. Thì cũng còn 200-300 ngàn. À, nếu không có mạnh thường bướng giúp anh chị á, chắc anh chị như thế nào nè? Nếu không có mạnh thường bướng giúp á. Dạ. Biết sao vợ, vợ không có tiền. Cô chú không cho thì đâu có tiền đạt gì đâu. Đó. Đi sanh đẻ được. Gắng đi kiếm tiền á. À. Châu Lý. Sao mẹ cũng xin phép về rồi. Dạ. Hả? Tới gần sanh này. Ừ. Một lần nữa thì Tân xin thay mặt gia đình nhìn về chị Sinh của chú chị thì chúc đến chị Thu và anh Thành Đu và chị Thiện Tâm, và chúc ba người luôn luôn gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống, luôn làm ăn phát tài phát lộc. Rồi Tân cũng ghi hình tới đây thôi, Tân xin tạm thời khép video tới. Xin chào và hẹn gặp lại sau video tiếp theo nhé.